nhìn lại quá khứ, tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam. Tác giả Robert McNamara. Lời nói đầu. Đây là cuốn sách tôi định không bao giờ viết ra, mặc dù trong hơn gần một phần tư thế kỷ qua, người ta đã liên tục thúc ép tôi nói ra những quan điểm của mình về Việt Nam. Nhưng tôi đã do dự vì sợ rằng mình có thể bị coi là kẻ vì động cơ cá nhân, tự bào chữa hoặc có ý đồ trả thù, điều mà tôi muốn tránh bằng mọi giá. Có lẽ tôi do dự cũng còn là vì thấy quá khó khăn khi phải nhìn thẳng vào những sai lầm của chính mình. Song có cái gì đó đã làm tôi thay đổi thái độ và muốn nói ra. Không phải tôi đáp lại mong muốn đưa ra câu chuyện riêng của mình, mà là muốn nêu ra trước nhân dân Mỹ tại sao chính phủ và những người lãnh đạo của họ đã xử sự như họ đã làm, và chúng ta có thể học được gì từ những kinh nghiệm đó. Những cộng sự của tôi trong chính quyền Kennedy và Johnson là một nhóm người đặc biệt. Họ là những bầy tôi giàu lòng yêu nước, đầy thiện chí, thông minh, trẻ tuổi và khỏe mạnh của Hoa Kỳ. Tại sao nhóm người đó, những người giỏi nhất và thông minh nhất ấy, như sau này chúng tôi biết đến trong các cụm từ mỉa mai đầy nghĩa xấu, lại mắc sai lầm về Việt Nam? Câu chuyện đó vẫn chưa được nói ra. Nhưng tại sao lại bây giờ? Tại sao sau chừng ấy năm im lặng, nay tôi lại tin rằng tôi nên nói ra? Có rất nhiều lý do. Lý do chủ yếu chính là tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến sự chỉ trích cay độc và thậm chí là sự khinh miệt của rất nhiều người Mỹ nhận xét về các thể chế chính trị và những người lãnh đạo của chúng ta. Có nhiều nhân tố góp phần dẫn đến tình trạng này. Cuộc chiến tranh Việt Nam, vụ Watergate, các vụ bê bối và tình trạng tham nhũng. Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi không cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị của nước Mỹ đã bất lực hay không có ý thức trách nhiệm và không quan tâm đến lợi ích của những người dân đã bầu họ và trông cậy ở họ. Tôi cũng không cho rằng họ lại kém cỏi hơn các nhà lãnh đạo ở các nước khác hay các đồng sự của họ ở khu vực tư nhân. Tất nhiên, bản thân họ cho thấy còn xa mới đạt tới mức hoàn hảo. Và lại nhân vô thập toàn, họ đã phạm sai lầm, nhưng hầu hết đó là những sai lầm chính đáng. Đó là những gì làm cho tôi đến nay vẫn bối rối đến đau lòng khi bàn về Việt Nam. Tôi biết rằng tới hôm nay, có nhiều nhà lãnh đạo chính trị và học giả ở Mỹ cũng như ở nước ngoài vẫn cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam đã thực sự giúp ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan truyền ở Đông và Nam Á. Một số người còn lập luận rằng cuộc chiến tranh Việt Nam đã đẩy nhanh việc kết thúc chiến tranh lạnh. Nhưng tôi lại còn biết rằng cuộc chiến tranh đó đã tàn phá nước Mỹ ghê gớm. Tôi không hề nghi ngờ điều đó, không một chút nào. Tôi muốn nhìn lại Việt Nam với những nhận thức mới, chứ không hề muốn làm mờ đi những sai lầm trong đánh giá của bản thân tôi và của những người khác, cùng với cái giá đắt phải trả cho những sai lầm đó. Tôi muốn chỉ cho mọi người biết mức độ của các áp lực cũng như sự hiểu biết của chúng ta ở thời điểm đó. Tôi muốn đặt Việt Nam trong toàn cảnh. Chúng tôi ở trong các chính quyền Kennedy và Johnson tham gia vào các quyết định về Việt Nam đã hành động theo những gì chúng tôi coi là các nguyên tắc và truyền thống của dân tộc này. Chúng tôi đã ra các quyết định dưới ánh sáng của các giá trị đó. Nhưng chúng tôi đã sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi mắc nợ các thế hệ tương lai trong việc giải thích tại sao lại sai lầm như vậy. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi đã mắc sai lầm không phải về nhận thức các giá trị và mục đích, mà là về phán đoán và khả năng. Tôi thận trọng khi nói điều này vì tôi biết nếu những nhận xét của tôi lộ ra là để biện minh hay hợp lý hóa những gì tôi và những người khác đã làm
thì các nhận xét đó sẽ mất đi độ tin cậy hơn và chỉ làm tăng thêm sự chỉ trích cay độc của dân chúng. Chính sự chỉ trích cay độc đó làm cho người Mỹ lưỡng lự trong việc ủng hộ các nhà lãnh đạo của mình hành động khi cần thiết nhằm đối phó và giải quyết các vấn đề trong và ngoài nước. Tôi muốn người dân Mỹ hiểu tại sao chúng tôi phạm những sai lầm như thế và rút ra bài học từ những sai lầm đó. Tôi mong được nói rằng đây là cái có ích mà chúng ta có thể rút ra từ cuộc chiến tranh Việt Nam và có thể vận dụng cho thế giới hôm nay và mai sau. Đó là cách duy nhất để dân tộc ta có thể hy vọng đẩy quá khứ về phía sau. Nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Aeschylus có viết: phần thưởng cho nỗi đau khổ là kinh nghiệm. Hãy để cho điều đó trở thành di sản lâu dài của cuộc chiến tranh. Không phải dễ dàng khi đặt những con người, những quyết định và những sự kiện vào đúng chỗ trong trò chơi xếp hình Việt Nam. Khi quyết định nên xây dựng dàn bài cuốn hồi ký này như thế nào, tôi đã cân nhắc phải cố gắng miêu tả lại một cách toàn diện quãng thời gian 7 năm làm Bộ trưởng Quốc phòng của tôi. Điều này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn đọc toàn bộ bối cảnh các sự kiện và các quyết định mà tôi miêu tả. Nhưng thay vào đó, tôi đã chọn chỉ viết về Việt Nam với một cách đề cập cho phép tôi lần theo quá trình tiến triển của các chính khách của chúng tôi một cách mạch lạc mà nếu làm theo cách khác thì sẽ không có được. Tôi làm như thế e có thể bị coi là quá đơn giản hóa vấn đề, một lý do khiến cho chính quyền Kennedy và Johnson không đưa ra được một cách đề cập theo trình tự và hợp lý cho các vấn đề cơ bản trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chính là vì chúng tôi phải đối phó với cả một mớ vấn đề phức tạp khác, nhiều đến mức chóng mặt. Nói một cách đơn giản là chúng tôi bị cuốn hút vào một trận bão của các vấn đề trong khi mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ và thường thì chúng tôi không có thời gian để suy nghĩ cho chính xác. Tình trạng nan giải này không chỉ là duy nhất đối với chính quyền mà tôi đã phục vụ hoặc chỉ đối với nước Mỹ. Nó đã tồn tại ở mọi thời đại và ở hầu hết các nước. Tôi chưa hề thấy một cuộc nghiên cứu chu đáo nào về vấn đề này. Trước đây nó đã tồn tại, ngày nay nó đang tồn tại và nó phải được nhìn nhận và có kế hoạch giải quyết khi đứng ra lập một chính phủ. Tôi cho rằng những người viết hồi ký rất hay dựa vào những ký ức của mình. Dù ý định của họ có ngay thực đến mấy thì điều này luôn đưa họ tới chỗ chỉ nhớ lại những gì họ muốn nhớ, những gì họ mong đã xảy ra, chứ không phải là những gì đã thực sự xảy ra. Tôi đã cố giảm tới mức tối đa cái nguy cơ thực tế đó của con người bằng cách dựa vào những hồ sơ cùng thời bất cứ lúc nào thấy có thể được. Tuy nhiên, để tránh trình bày một cách máy móc hàng loạt các văn kiện và chứng cứ có liên quan, tôi đã cố gắng sắp xếp tài liệu sao cho trung thành với lịch sử. Đối với những ai cho rằng tôi đã quá nhấn mạnh khía cạnh này mà lờ đi khía cạnh khác thì tôi chỉ xin nói rằng sự miêu tả này đã tiến gần tới sự thật nhất mà tôi nhận thấy trên cơ sở những thông tin tôi có được cho tới ngày hôm nay. Mục đích của tôi chẳng phải là để biện minh cho những sai lầm, cũng chẳng phải để đổ lỗi, mà là để nhận ra những sai lầm mà chúng tôi đã phạm phải, để hiểu tại sao chúng tôi lại phạm vào những sai lầm đó và suy nghĩ xem làm thế nào có thể tránh được những sai lầm đó trong tương lai. Việt Nam và sự dính líu của tôi ở đó đã ảnh hưởng sâu sắc tới gia đình tôi, nhưng tôi không đi sâu vào tác động của điều đó đối với gia đình tôi và bản thân tôi. Thật ra, tôi rất ngại nói về thời kỳ này. Tôi chỉ là một cá nhân, có nhiều phương cách mang tính xây dựng hơn để đề cập đến kinh nghiệm của dân tộc ta về Việt Nam, chứ không phải đi tìm hiểu lòng kiêu hãnh, những thành đạt, những nỗi thất vọng và thất bại của riêng tôi. Khi ngẫm nghĩ về Việt Nam, tôi thường nhớ tới những vần thơ trong một bài thơ mà cách đây 30 năm, trong những ngày hoan hỷ, sau khi Tổng thống Kennedy vừa nhậm chức, Matt đã làm cho tôi chú ý. Những vần thơ đó
rút ra từ bài thơ Little Kitting của tiến sĩ Eliot, không ngừng đi khám phá và mục tiêu cuối cùng phải là nơi xuất phát mới lần đầu nhận ra. Tôi vẫn chưa ngừng tìm kiếm, và lại tôi cũng chưa hiểu hết nơi đó, nhưng giờ đây, sau khi tôi đã bộc bạch và tự khám phá ra chính mình, thì tôi tin rằng tôi nhìn Việt Nam rõ hơn rất nhiều so với những năm 60. Đó thực sự là điểm xuất phát. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Những bài học gì có thể rút ra từ kinh nghiệm của chúng tôi? Cuộc hành trình của tôi đến Washington. Ngày 9 tháng 6 1916, 20 tháng 1 1961. Trong rừng hai ngả phân đôi, biết đâu nẻo đất phương trời mà theo. Chọn rồi ngả ít người vào, sự đời đổi khác ai nào có hay. Robert Ford, Con đường không đi. Một trong những ngày đáng tự hào nhất của đời tôi là các ngày sau lễ nhậm chức của John Kennedy. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 21 tháng 1 năm 1961, tôi cùng 9 thành viên nội các khác có mặt tại phòng đông của Nhà Trắng để làm lễ tuyên thệ. Chúng tôi đứng thành một vòng bán nguyệt dưới dàn đèn chùm pha lê và đối diện với Ngài Chánh án Ed Warren trong bộ y phục màu đen. Tôi và các thành viên nội các khác cùng đồng thanh tuyên thệ trước sự chứng kiến của Tổng thống Kennedy và phu nhân, các nhà lãnh đạo quốc hội và các thành viên trong gia đình của chúng tôi. Sau đó, Tổng thống bước lên và chúc mừng chúng tôi. Giờ đây, tôi là Bộ trưởng Quốc phòng thứ 8 và là Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất từ trước đến nay. Mặc dù mới vừa tròn 44 tuổi, song tôi chưa phải là người trẻ nhất trong nội các. Tổng thống mới 43 tuổi, còn Robert Kennedy thì 35 tuổi. Cũng giống như những thành viên khác, tôi đã lớn lên trong những năm giữa các cuộc chiến tranh của thế giới thứ hai. Tổng thống Kennedy biết rằng tôi sẽ đem lại cho quân đội kỹ thuật quản lý của giới kinh doanh, giống như điều mà tôi và các đồng nghiệp của tôi ở trường Harvard đã làm khi còn là những sĩ quan kiểm soát thống kê trong cuộc chiến tranh đó. Tôi xúc động khi được gọi trở lại phục vụ cho đất nước. Con đường dẫn tôi đến phòng đông bắt đầu từ San Francisco. Ký ức đầu tiên của tôi là một thành phố tràn ngập trong niềm hân hoan. Đó là ngày 11 tháng 11 năm 1918, ngày đình chiến. Khi đó, tôi mới 2 tuổi. Thành phố lúc này không chỉ ăn mừng sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ nhất, mà còn chào mừng niềm tin mạnh mẽ của Tổng thống Woodrow Wilson rằng nước Mỹ và các đồng minh của Mỹ đã thắng cuộc chiến tranh này để kết thúc mọi cuộc chiến. Tất nhiên, họ đã lầm. Thế kỷ 20 đang trở thành thế kỷ đẫm máu nhất từ trước đến nay trong lịch sử loài người. 160 triệu người đã bị giết chết trong các cuộc chiến tranh trên toàn cầu. Năm 1922, tôi vào học lớp 1. Khi đó, rất thiếu lớp học do sự bùng nổ về trẻ em sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Lớp học của tôi là một cái lán gỗ. Các tiện nghi trong lớp thì nghèo nàn, nhưng giáo viên thì thật tuyệt vời. Cứ vào cuối tháng, cô giáo ra bài kiểm tra, và trên cơ sở kết quả bài kiểm tra đó, cô sắp xếp lại chỗ ngồi của học sinh. Học sinh nào đạt điểm cao nhất được ngồi ở hàng đầu của dãy bàn ngoài cùng bên trái. Tôi đã quyết tâm phải chiếm chỗ ngồi đó. Lớp học phần lớn là các học sinh người Anglo-Saxon theo đạo Tin Lành. Song những học sinh ganh đua với vị trí số 1 của tôi thì lại là những học sinh người Hoa, Nhật Bản và Do Thái. Sau mỗi tuần miệt mài học tập, tôi dành ngày thứ bảy và chủ nhật để vui chơi với những đứa bạn hàng xóm. Trong khi đó, những đối thủ của tôi lại đến các trường dân tộc để học tiếng mẹ đẻ, hấp thụ những nền văn hóa phức tạp và cổ xưa, và rồi trở lại trường vào thứ hai với quyết tâm đánh bại đứa bạn người Ireland cùng lớp. Tôi vui sướng mà nói rằng họ rất ít khi làm được điều đó. Tôi mong muốn đạt được vị trí xuất sắc trong học tập, vì thực tế là cả bố và mẹ tôi đều không ai được vào trường cao đẳng. Bố tôi chỉ mới học hết lớp 8. Thế là bố mẹ tôi cương quyết bắt tôi phải học. Quyết tâm của họ
đã định hướng cuộc đời tôi. Con người ta khi nhìn lại quãng đời mình, trường hợp của tôi là nhìn lại 78 năm, có thể nhận ra những sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến việc họ trở thành con người như thế nào và tại sao họ lại tin như họ đã tin. Tôi muốn đề cập đến ba sự kiện. Một là cuộc đại suy thoái năm 1933, tôi tốt nghiệp phổ thông. Vào lúc đó, đúng 25% đàn ông ở nước Mỹ bị thất nghiệp. Bố một người bạn của tôi đã tự sát chỉ vì ông không thể nào nuôi sống được gia đình. Một người bạn khác, con gái một gia đình giàu có, đã gia nhập Đảng Cộng sản. Những cuộc bãi công quyết liệt của công nhân nổ ra thường xuyên. Trong thời gian nổ ra các cuộc tấn công của ngành hàng hải ở vùng Duyên Hải phía Tây vào năm 1934 và 1936, người ta đặt súng máy trên các nóc nhà dọc khu cảng ở San Francisco để ngăn chặn xảy ra đụng độ ở các bến tàu. Có lần trên phố Market, tôi chứng kiến một phu khuân vác dồn một người đàn ông vào góc tường vì cho rằng ông này là kẻ phá hoại cuộc đình công. Người phu khuân vác đấm ngã người đàn ông, đè chặt một đầu gối người này vào vỉa hè, còn gót chân để trên lòng đường, rồi cứ thế dẫm mạnh lên ống chân làm gãy xương chân người đó. Cảnh bạo lực đó đã làm tôi kinh hoàng. Tôi đã trực tiếp hiểu được nguyên nhân khơi mào tình trạng bạo lực. Khi tôi đến văn phòng giúp tìm việc làm của công đoàn vào mùa hè năm 1935 để xin một việc làm trên tàu biển nhằm kiếm tiền cho khóa học 6 tháng tiếp theo của tôi ở trường đại học, tôi đã đi biển như một thủy thủ bình thường trên con tàu chở hàng SS Peter Kerr. Tiền công là 20 đô la một tháng. Trên tàu không có hệ thống nước ngọt dùng cho nơi ăn trốn ở của thủy thủ. Giường ngủ thì dẹp nhiều đến mức sáng dậy tôi đã đếm được 19 vết cắn ở một bên chân. Còn thức ăn thì không thể nuốt nổi. Sức vóc tôi rất khỏe, thế mà cũng tụt mất 13 pao, tương đương 5,8 kg. Trong chuyến đi đó, chuyến đi đã làm cho tôi cảm thông với tình trạng khốn khổ của người lao động không có tổ chức mà cho đến bây giờ vẫn còn để lại ấn tượng trong tôi. Là người điều hành trong ngành công nghiệp ô tô, tôi thán phục các nhà lãnh đạo công đoàn như Walter Rotto. Và khi ở Lầu Năm Góc, tôi đã tìm cách tuyển Jack Conway, một quan chức của Liên hiệp các công nhân ngành ô tô, làm trợ lý bộ trưởng phụ trách công tác nhân sự. Các sự kiện thứ hai và thứ ba lại liên quan tới nhau. Đó là việc tôi vào học ở trường Đại học California ở Berkeley và cuộc gặp của tôi với Margaret. Tôi đến California vì đó là trường đại học loại 1 duy nhất mà tôi có thể đủ tiền để theo học. Học phí là 52 đô la một năm. Berkeley đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Đó là thế giới của lịch sử, các ý tưởng, các giá trị đạo đức và tinh thần, học vấn và phát triển trí tuệ. Ông hiệu trưởng Robert Golders Brown và Monroe Doyle đã làm được điều tưởng không thể có được, là mặc dù trường phụ thuộc hoàn toàn vào một quốc hội bang bảo thủ và chịu sự khống chế của các nghị sĩ vùng nông thôn để có ngân sách cho trường, song Spry và Doyle đã tạo được một bầu không khí tự do tranh luận và tự do trí thức. 4 năm học ở đó đã làm cho tôi tiếp cận với những khái niệm về công lý, tự do và sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ mà cho đến nay tôi vẫn còn nhớ. Những quan niệm đó cũng định hình tương lai của tôi theo một cách khác. Trong tuần lễ đầu tiên của tôi ở ký túc xá của trường đại học, tôi đã gặp Margaret MC Kinchy Craig, một cô gái trẻ hoạt bát, duyên dáng và thông minh, là người vùng Alameda thuộc bang California. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.